Đây là ủy ban phường. Đây là chỗ đăng ký kết hôn. Đây là lệnh thi hành án của tòa. Hết được tự do. Cô Vũ Ngọc Ánh, chúng tôi muốn phỏng vấn cô một tí. Bây giờ cô đã đặt bút ký lệnh của tòa án. Chính thức hết ngây thơ, chính thức mất tự do. Bây giờ cô có thể phát biểu cảm xúc của cô chúng tôi biết được không? Cô đang vui hay buồn? Tôi đi vô đó tôi hỏi bác sĩ coi có cái thuốc nào uống vô quên hết mọi chuyện mình vừa mới làm không. Sẵn hỏi bác sĩ xem có thuốc nào truyền cho đỡ khùng không. Anh, anh làm gì anh cầm tờ giấy đó coi từ chiều đến giờ vậy? Bị mát hả? Anh nghe mấy ông anh ông kể, có cái ông kia kìa, ba vợ của ông là chánh án. Ba vợ của ông nói với ông là nếu như mà mày không cưới con gái của tao làm vợ, tao bỏ tù mày 10 năm. Xong cái kỷ niệm 10 năm ngày cưới của ổng, ai cũng mừng mừng vui vui hết. Con mình ổng khóc quá trời khóc luôn. Mọi người mới hỏi ổng, chắc anh hạnh phúc quá cho nên khóc đúng không? Ổng nói nếu mà ngày đó ổng chấp nhận ở tù 10 năm là ổng đã được thả mẹ nó rồi. Có khi nào ổng chơi ngu giống ổng không ta? Tao nói hôn nhân là một chốn quái tình mà. Biết giờ chắc Phường còn làm việc hôn nữa. Nhưng mà suy nghĩ anh suy nghĩ anh thấy nếu mà người ta nói là chơi ngu, tại sao nhiều người chơi như vậy? Đây đâu phải là chơi ngu, đây là một cái sự hạnh phúc chứ đúng không em? Cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vì điều đó. Anh cảm thấy em có vợ anh vui lắm. Đó là một cái niềm vui mà không thể nào diễn tả được hết. Đúng không? Người ta nói sai, mấy người đó là nói bậy. Không nên tin những người đó. Quá hạnh phúc. Hạnh phúc lắm. Vậy là anh không hối hận hả anh? Em điên quá, mình là vợ chồng với nhau mà em nói câu hối tận nghe dễ xa nhau dễ sợ. Nè anh nói cho em nghe nha. Đây nè. Anh sẽ lấy cái tờ này, anh đi lộng vô trong khung kính, xong anh treo trước chợ Thị Nghè để mua người tín ngưỡng. Anh thấy lắm, anh vui, không nhận được mồm luôn. Vui quá, anh đang có vợ vui.